Rồi, em chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Phạm Tiến nhá. Bên em thì chuyên có dòng đồ Nhật bãi, hàng mới, hàng cũ có hết, hàng Đức, hàng Mỹ. Đấy thì các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Số điện thoại của em là 0967128399. Các bạn Zalo với em để em tư vấn nhá. Để đem đi vào chi tiết cho các bác xem cái sản phẩm hôm nay bên em quay cho bác xem. Thì đó là cái bộ ba dao đến từ thương hiệu Volvo của Nhật các bác nhá. Đấy, đến từ thương hiệu Volvo. Có bộ 3 dao. Hàng này thì em bán lẻ nhá, bán lẻ cũng có mà bán cả một bộ 3 chiếc cũng có. Đó, hàng này rất là chất rồi. Các bác nào dùng qua cái dòng Volvo thì mới cảm nhận được. Các bác nhìn rõ này, đó, Volvo Yoshikin Made in Japan các bác nhá. Hàng Volvo, hàng thương hiệu nhá. Chữ R đấy. Đó. Con này là con dao chặt nhá, hàng này hàng liền thân các bác nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng chặt chiếc thoải mái, không lo bao giờ bị long cán long chui gì cả. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, em này thì nó rơi vào khoảng tầm 30 phân cả chuôi, từ đỉnh dao cho đến chuôi khoảng tầm 30 phân các bác nhá, tầm 30 phân cho em dao chặt này. Tiếp đến là em dao thái vừa lọc đây. Đấy, của Volvo này các bạn nhìn này, đó, Made in Japan nhá. Đấy, Yoshikin thì chất liệu của nó bóng loáng luôn này, hàng liền thân thì các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá, dùng thì nó bền lắm, cái hàng liền thân này nó bền lắm, không phải là lo bị long chui đông trước này. Đấy, đây dao con này là con thái lọc các bạn nhá. Đấy, bán lẻ cũng có nhá, bán cả bộ cũng có nhá các bạn nhá. Đấy, rồi tiếp đến là một con gọt hoa quả này. Đây, đấy, con nọt hoa quả thì nó rơi khoảng tầm 20 phân. Đây, khoảng tầm 20 phân các bác ạ. Đấy, rất là chất các bác nhá, sáng loáng luôn. Đây, để em đi lấy cái tờ giấy em test cho các bác xem cái độ sắc của nó. Hàng thì nó là chất lắm các bác. Lấy tờ giấy test chuẩn cho các bác xem. Bữa em lấy tờ giấy em test rồi, thích lắm, dùng. Đây các bác ơi, các bạn thấy ngọt không? Như chuối luôn. Đó, quá chất luôn hàng. Chất lắm các bạn ạ. Dùng nhà này thì các bác biếu tặng hoặc là dùng về gia đình nhà mình dùng thì rất là chất luôn. Ngọt, siêu ngọt luôn. Siêu bén luôn. Đấy. Đấy các bác nào có nhu cầu thì về cái dòng dao này thì liên hệ em nhá. Em bán lẻ cũng có mà bán cả bộ cũng có. Đây, số điện thoại em đây, 0967128399. Em ở Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam các bác nhé. Các bác nào gần thì có thể qua trực tiếp xem. Thì ưng thì lấy. Bên em thì nhận giao hàng toàn quốc. Bên em thì miễn ship từ hai sản phẩm trở lên. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Cái dòng dao Volvo. Đấy, dòng dao Volvo bộ 3 chiếc, thương hiệu của Japan các bác nhé. Đấy, Made in Japan. Đấy, các bác xem video thì cho em xin một like nhá, cũng như là một đăng ký kênh nhá, để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy, em chào các bác.